Ngựa phi ngồi im cho em phi chút đi. Ngựa phi ngựa phi thế hả? Nhúng anh hai đi nè. Ngựa phi đây, ba dẹp cái rổ phi anh hai chút nữa. Đã rồi, nãy giờ Sơn Hà leo lên anh hai ngồi phi quá trời luôn. Leo lên phi tiếp nè. Ngựa phi cười kì. Leo lên nó khoái rồi. Phi cử ngựa anh hai sướng quá hả? Chân à, cử ngựa anh hai sướng hơn người gỗ, còn chuyện cắn rồi á. Ơi sao leo lên mà tuột qua đây rồi? Rồi nè, lại rồi. Ngựa phi cái dấu thẹo trên lưng anh hai và tưởng Sơn Hà cắn hết hồn.